cuộc đấu kiến ruồi ghê không, con kiến mẹ, con kiến bé để bằng 1/5 1/10 con ruồi, nhưng mà lôi được con ruồi ở lại ghê không. Nào bay đi, bay hộ tao cái, bay đi, cắn không nhả luôn. Ấy. Quá ghê gớm con kiến này. Đấy, nó đang đợi đồng bọn, nhưng quanh quanh khá nhiều đồng bọn, nhưng mà không 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 có đồng bọn nào đến đến gọi là ứng cứu cùng nhau bắt ruồi. Quá ghê gớm. À, cắn không nhả luôn kiến thì kinh khủng. Đấy, anh em thấy sức mạnh của kiến ấy. Sức mạnh của kiến. Trường hợp này chỉ trừ khi con ruồi này bị gãy chân hoặc là đứt chân đấy thì thoát thôi. Đây đồng bọn đến đi, đồng bọn đến đi. Đấy. Lao vào lại chạy đi, cứ để con kiến này nó vật lộn này. Ruồi nó quật đi quật lại chứ kiến chóng chóng mặt luôn mà không 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 ra nhé người. Ok, sau một hồi thì kiến đã có đồng đội đến hỗ trợ anh em nhé. Phát này thì ruồi có khi là khó thoát lắm. Hai con kiến rồi, ba con kiến đến. Cái con đầu tiên nó vẫn không nhả anh em ạ. Đấy, ghê không? Con kia, một con kia đã bỏ chạy rồi. Đấy. Cái con đầu tiên vẫn không nhả. Thế mới ghê. Hai con kia vào ruồi là đá văng đi mà con đầu tiên không nhả. Kinh khủng không? Đúng đúng là phát 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 cắn chí mạng đấy. Đây rồi, giờ hai con cùng kết hợp rồi. Xong xem nữa xem có đồng chí nào ra tiếp hộ tiếp tiếp ứng không nhá. Con kia ra không làm gì được, cũng chỉ con đầu tiên cắn phát chí mạng đấy. Kinh khủng tởm. Trông nữa xem là xem là anh em hóng kết quả nhé. Ok anh em, thì sau một hồi đã có thêm khá nhiều chú kiến đã được huy động đến để khênh em ruồi này về. Em ruồi này khả năng là đi đi đời thôi, khó thoát lắm. Cái con kiến đầu tiên nó cắn nó vẫn không nhả anh em ạ. Cái con kiến cắn ở đuôi kìa, thế nó mới ghê gớm ấy. Giờ có một con cắn đầu rồi, con ruồi này là khó có thể thoát rồi. Giờ 6-7 con đấy nó bầu kín rồi. Đấy, cả đàn rồi, gọi hội đồng rồi, hội đồng rồi, chục con rồi. Này con ruồi này thì thôi xác định nó kinh khủng thật sự luôn, quá ghê gớm luôn này. Đấy, là đang dê con kiến, đang dê con ruồi này đi về về ổ đấy. Đấy, chỉ cần đủ số lượng khoảng tầm 3-4 con kiến bầu vào thôi là nó sẽ lôi được con mồi về. Con mồi không thể kháng cự được, không thể chạy đi đâu mà thoát được. Quá kinh khủng. Một đàn này, giờ một đàn bầu này, này mới chạy vào mắt. Đấy là con ruồi này nữa, con ruồi này không cẩn thận chỉ cần con ruồi này to. Con này to khả năng kiến không 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 dám vồ đâu. Nhưng mà nếu mà khoảng hai con cắn được là con ruồi này chết đấy. Ui, nó bu cả đàn rồi. Này con ruồi này, con ruồi này, con ruồi này có khi là nạn nhân tiếp theo cũng nên. Ghê không? Nó truyền thông tin dã man nào. Bay đi rồi, đã bay rồi. Anh em thấy truyền thông tin ghê không? Đấy, thông tin nó phát tán cực kỳ nhanh luôn. Chỉ mới đầu chỉ một con biết xong rồi nó đi gọi đồng đồng đội ấy. Đến ui nó bầu kín luôn này. Đấy, giờ càng ngày càng đông. Ghê không? Càng ngày càng đông, tầm này giờ khoảng 4-30 con rồi. Con ruồi này xác định rồi, cụ đi rồi. Trần lạnh toát. Thực ra thì kiến nó đến đông như giờ cũng chỉ tầm 4-5 con là nó cắn vào nó lôi được về nhà thôi. Đến rất là đông. Đấy, khu bên ngoài này khá là nhiều. Đấy, anh em biết kết quả nhé.
Con ruồi này thì lên thiên đường là lên thiên đường. Đen, nói chung là đen. Hay được mà. Thôi được. Mình cạy con kiến đi. Quy luật sinh tồn mà anh em. Định bảo thổi cho phát kiến bay hết nhưng mà thôi cạy, quy luật sinh tồn rồi. Quy luật sinh tồn rồi. Thôi, hẹn anh em với kết quả nhé. Kết thúc video anh em. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.